Kính thưa quý vị, hai giám mục Syria bị dân quân bắt cóc, tên từ Aleppo. Cơ quan truyền thông nhà nước Syria cho biết, hai vị giám mục tên tuổi đã bị dân quân bắt cóc trong ngày hôm qua ở tỉnh Aleppo. Cơ quan thông tấn Sana nói rằng, giám mục chính thống giáo Syria là Johanna Ibrahim và giám mục chính thống giáo Hy Lạp Ponzagirgi đã bị một nhóm khủng bố bắt cóc tại làng Khafdael trong lúc đang làm công tác nhân đạo. Ông Abdullah Hastefu là một tín đồ chính thống giáo Syria và cũng là một thành viên của Liên minh Quốc gia, nói rằng hai vị giám mục đã bị bắt cóc trên con đường đi từ vùng dân quân kiểm soát Bab al-Hawa đến Aleppo. Nhiều đạo sĩ Hồi giáo đã bị giết chết trong cuộc chiến tranh Syria, nhưng đây là lần đầu tiên hai giám mục chính thống giáo bị bắt cóc. Thiên Chúa giáo chiếm chưa đầy 10% dân số của Syria có 23 triệu người. Lo ngại đã gia tăng khi những nhóm Hồi giáo cực đoan đang phát triển mạnh. Nhóm mặt trận Nusra đã công khai tuyên bố liên kết với Al-Qaeda. Ông Stefo nói rằng giám mục Ibrahim đã đi đón giám mục Zaziki từ cổng biên giới Bab al-Hawa vì giám mục Ibrahim đã đi quen thuộc trên con đường này nhiều lần. Hai giám mục đã bị bắt cóc khi tới Aleppo. Hiện nay không biết thành phần nào đang bắt cóc hai vị giám mục. Trong tháng 9, giám mục Ibrahim đã nói rằng hàng trăm gia đình Thiên Chúa giáo đã phải rời khỏi Aleppo vì tình trạng chiến tranh giữa dân quân và quân đội Al-Assad. Tại thành phố Homs, giao chiến đã làm hư hại nhiều nhà thờ và nhiều trung tâm Thiên Chúa giáo. Qua một bài viết trong tháng Giêng, giám mục Zaziki đã nói rằng điều quan trọng là cuộc cách mạng mùa xuân không làm thiệt hại cho tình trạng đa tôn giáo trong nhiều thế kỷ ở Trung Đông.